nhà đầu tư đến với bản tin Morning Not sáng ngày 4 tháng 9 năm 2020 do công ty chứng khoán Zanta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, VN Index kiểm định lại 900 điểm, cổ phiếu khuyến nghị TCM. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh do nhà đầu tư lo ngại về mức định giá. Sự hồi phục của ngành dịch vụ đang chậm lại, đồng thời các nhà đầu tư lo ngại về mức định giá cao của thị trường khi thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng liên tục trong suốt 5 tháng qua. Và nhiều cổ phiếu đã xác lập mức đỉnh kỷ lục mới bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng và ảnh hưởng lên đà tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số Nasdaq đóng cửa giảm 5% sau khi xác lập mức đỉnh kỷ lục mới. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số này đã bị hạ xuống mức giảm, cho thấy rủi ro ngắn hạn đã gia tăng. Ngoài ra, đô thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy quanh mức đường trung bình 20 phiên trong vài phiên tới. Về diễn biến các quỹ ETF, quỹ MSCI bị rút ròng 21 tỷ khỏi chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là âm 0.81%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại quay trở lại mua ròng 377 tỷ, khối ngoại mua ròng thỏa thuận đột biến ở cổ phiếu CTG với giá trị 651 tỷ. Nếu không tính lượng thỏa thuận này thì khối ngoại vẫn đang bán ròng 274 tỷ và vẫn chủ yếu đến từ giao dịch khớp lệnh liên tục. Cổ phiếu hôm nay TCM. Mức stock rating của TCM ở mức 90 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm, cho thấy đà tăng trưởng của cổ phiếu này vẫn duy trì ở mức tích cực. TCM vẫn là doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng trong 6 tháng vừa qua. Mặc dù doanh thu trong tháng 7 giảm 11% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận vẫn duy trì tăng trưởng nhờ biên lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ mảng khẩu trang và quần áo y tế. Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ vào hiệp định thương mại EVFTA. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2021 nhờ vào thị trường EU và việc hoạt động công suất 100% của nhà máy Vĩnh Long 2. Đô thị giá của TCM đã xác lập mức đỉnh cao nhất 52 tuần sau vài tuần tích lũy trong tháng 8 năm 2020. Đồng thời, đô thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, cho nên đà tăng ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục được mở rộng. Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ và xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu này tại các nhịp điều chỉnh trong phiên. Với quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ mở rộng đà tăng trong vài phiên tới. Điểm tiêu cực là chỉ báo tâm lý giảm nhẹ cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu large cap. Đồng thời, chúng tôi đánh giá cơ hội mua mới đang thu hẹp dần và chiến lược phù hợp là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu với các cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn của thị trường chung, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Đồng thời, các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua mới khi cơ hội vẫn chưa xuất hiện. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu mua bán tại trang web rsjada.zanta.com.vn. Giờ đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!